nắm loại tài sản càng đầu tư càng tăng giá khi luật đất đai được áp dụng ngày 1/8/2024. Như vậy chỉ còn một vài ngày nữa thì cái luật đất đai sẽ đi vào thực thi và áp dụng. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì, đầu tư loại bất động sản nào, loại tài sản nào để càng già càng giàu, càng lâu càng tăng giá? Có lẽ một cái loại tài sản đầu tiên mà không bao giờ ai lấy được, cũng không bao giờ mất đi mà nó sẽ tăng theo thời gian, đấy là kiến thức kinh nghiệm. Đình muốn chia sẻ cho anh chị một điều rằng bản thân trước đấy của Đình có ngày hôm nay, đấy là trước đấy mình cũng có một ít tài sản, mình nghĩ rằng mình đã có rất nhiều tiền, nhưng cùng thời điểm đấy khi Đình cầm rất nhiều bất động sản, gọi là bất động sản kim cương, do mình thiếu kiến thức, mình thiếu trải nghiệm nên mình đã bán đi. Và sau quá trình bán thì sau 2 năm nó đã x10. Đó có lẽ là một trong những cái trải nghiệm đáng tiếc nhất để mình không bao giờ quên được, trong những cái cảnh mà quyết định là thay đổi hoàn toàn cái tài chính của mình. Vậy thì làm sao để mình kiếm tiền, nhân tiền trong những cái bối cảnh mà nhiều người đang sợ hãi như thế này? Đó khi thường chúng ta sợ hãi đó là do mình không có kiến thức, không có tầm nhìn cũng như không có trải nghiệm trong cái việc đó. Vậy thì cái kiến thức nó mang lại được tiền như thế nào và nó tạo được ra cái sự bền vững giàu có như thế nào? Bản thân Đình chia sẻ với anh chị rằng một điều, Đình làm đất 20 năm rồi, nhưng trong quá trình đó nếu thật sự mình có kiến thức, có chiến lược, có đầu tư thì tài sản mình hiện nay nó có thể nó đã nằm ở một cái khía cạnh khác. Nhưng cái việc tài sản nó chưa phải là tất cả, mà cái tài sản về kiến thức, như là mình sẽ có được cái kiến thức đấy, mình truyền lại được con làm sao khi cái thế hệ sau này của mình, cái thế hệ của họ mình, dòng tộc mình nó vẫn phát triển được, thì đấy mới là cái kiến thức thật sự. Nhiều người nói là tôi có bao nhiêu tiền sẽ định giá đến cái sự giàu có, nhưng có lẽ cái kiến thức là mình sẽ truyền được lại cái công thức đó, cái giá phả đó, cái sự nghiệp đấy cho con cháu sau này, để giữ lại, truyền lại được cái thế hệ bao lâu mới là cái điều quan trọng. Hẳn cái luật đất đai khi áp dụng cái kiến thức mới trong cái đầu tư bất động sản Việt Nam, có lẽ nó sẽ thay đổi rất là nhiều trong cái cách tư duy, tầm nhìn đầu tư hiện tại so với cái việc mà trước đây. Trước đây có thể không cần kiến thức trong bất động sản, chỉ cần nhắm mắt mua, hoặc cái thao để vào những cái thời điểm sóng, chúng ta chỉ cần bỏ tiền vào chúng ta mua, thì đó đã là cái việc gọi là tăng giá. Nhưng hiện nay với 3-4 năm liên tục trong 2 chu kỳ, bất động sản đã tăng rất là ngoài mục. Nhưng nếu bây giờ tăng mà chúng ta không đầu tư thì đồng nghĩa với việc mình vẫn từ chối cái việc giàu có. Không đầu tư thì những cái tài sản ngoài kia vẫn thuộc chủ sở hữu của những người giàu, hoặc những người họ chuyên tìm và sắm tiền. Vậy thì mình làm sao để mình làm được điều đó trong một cái bối cảnh mà luật đất đai thay đổi, cái bất động sản thì nằm ở giá cao, nhưng các cái kênh khác thì cũng chưa có kênh nào thấy những cái mặt sáng của nó. Vậy thì làm sao để mình tăng tiền được? Thì có lẽ cá nhân của Đình là đầu tư vào bản thân. Mình có nên đi học một vài khóa, nếu mình muốn trở thành đầu tư trong về lĩnh vực nào thì mình học lĩnh vực đó. Mình muốn kinh doanh online thì mình nên đăng ký một vài khóa học để mình đầu tư vào bản thân. Nếu mình đầu tư vào chứng khoán thì mình nên học vào ai là người giỏi về chứng khoán. Mình tìm, mình học, mình đầu tư để mình thay đổi được cái tầm nhìn, cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, mình mua được cái kiến thức đó, nó sẽ mang đến sự giàu có bền vững cho mình. Nếu mình muốn đầu tư về bất động sản, mình phải tìm ai là người đã từng đầu tư bất động sản cá nhân hoặc với cái người mình muốn trở thành, để mình đạt được những cái điều mà mình mong muốn đó, thì đó là một trong những cái cực kỳ quan trọng mà đầu tư càng lâu càng già càng giàu. Cái tài sản thứ hai khi luật đất đai được áp dụng ngoài cái kiến thức ra, thì đó là chúng ta đầu tư vào bất động sản, dòng tiền đồng thời lại vốn. Với một cái thập niên sắp tới, với một cái kỷ nguyên mới, đấy là kỷ nguyên xe ô tô, thì những cái mặt
tài sản mặt đường bể không lọt xe ô tô thì nó sẽ theo thời gian nó sẽ giảm. Cái thứ hai, với cái dòng tiền đang yếu như ở Việt Nam trong cái việc bất động sản cho thuê thường chỉ 0.3, 0.4, 0.5% trên cái tổng vốn mình bỏ ra. Như vậy nếu chúng ta mà đầu tư những cái tài sản, những cái bất động sản mà hướng về dòng tiền thì có vẻ nó không thể phù hợp với một cái giai đoạn như đất nước Việt Nam chúng ta đang là chu kỳ phát triển về hạ tầng, thì mình nên thay đổi, tìm những cái tài sản có thể hạ tầng được ưu tiên hướng tới, những cái tài sản mà nhà nước đang hướng đến để xây dựng những cái hạ tầng, những khu vực về sân bay, những khu vực về khu công nghiệp, những khu vực về trung tâm mua sắm, những việc huyền lên thành phố, huyền lên quận, tất cả những cái thay đổi đó đòi hỏi phải đưa được con người về, đòi hỏi về hạ tầng đồng bộ, đòi hỏi về trường học, bệnh viện, và lúc đấy mình sẽ có cơ hội để tăng tài sản trong những cái thời điểm mà bất động sản giá cao luật được áp dụng. Một cái loại tài sản thứ ba có thể tăng giá trong thời gian sắp tới, đó là những cái bất động sản mà ngoài dòng tiền ra nó có thể không có dòng tiền nhưng diện tích lớn, giá rẻ. Vậy thì nhiều anh chị nói rằng cái diện tích lớn, giá rẻ thì giải quyết được vấn đề gì? Hẳn anh chị đã còn nhớ có nhiều khu vực nó đã tăng đột biến trong những cái thời gian vừa qua, nhưng trong những thời điểm đó vẫn đâu đấy có nhiều cái tài sản đang ngủ quên với cái diện tích lớn. Khi mà chúng ta chuyển đổi mục đích trước, chúng ta đầu tư dài hạn 6 năm đến 10 năm hoặc thậm chí dài hơn nữa, thì những cái câu chuyện đó nó sẽ đi theo cái việc là chúng ta tăng cây cối trên đấy, tăng cái giá trị trên đấy, có thể là để làm kho bài với cái sự phát triển về Internet, với cái sự thay đổi về AI, với cái sự cập nhật về Internet hiện nay. Thì cái việc để nguồn hàng kinh doanh trên Internet với những cái căn nhà mà có được cái bối cảnh, có được những cái khung cảnh tốt, có những cái cảnh quan tốt, có những cái ô nhiễm không bị bụi bặm, thì đó là một trong những cái điều mà chúng ta hướng đến về cái bất động sản dài hạn. Và những cái bất động sản đấy nó luôn mang đến cho thế hệ trẻ sau này một trong những cái cuộc sống yên lành, bình an. Thì nếu chúng ta đầu tư, tìm và sẵn những cái tài sản đó, thì một trong những cái điều theo thời gian khi luật đất đai được áp dụng thì càng già càng giàu, càng tăng giá khi luật được áp dụng. Mà khi chúng ta có được cái đất ở, có được điền rồng, có những cái mảnh vườn tuyệt vời, ăn sạch, uống sạch, nghỉ sạch, ngủ sạch, thì cái điều rất là tuyệt vời. Cái tài sản thứ tư mà nhiều người giàu thường săn đón, đó là những cái tài sản về mặt đường đắc địa để kinh doanh cho những cái thương hiệu lớn, mong muốn để sở hữu những cái khách sạn nằm ở những cái vị trí gọi là không thể đàm phán được cái vị trí. Nhiều cái bất động sản có thể khi cần tiền, người ta nói là mua chỗ này không tìm được thì chúng ta mua chỗ khác. Nhưng có nhiều cái tài sản mặc dù cần tiền nhưng người ta không bán, bởi cái vị trí đắc địa trong cái bất động sản nó khác hết tất cả những cái loài khác, đấy là không thể đàm phán được cái vị trí. Và nếu chúng ta tìm được cái loài bất động sản có vị trí, dòng tiền kinh doanh, những ngân hàng, những hàng lớn, những công ty muốn mở văn phòng, thì những cái tài sản đó luôn luôn tăng giá theo thời gian, càng lâu thì nó lại càng tăng giá bởi cái sự thay đổi về hạ tầng bao nhiêu. Nhưng những cái tài sản đó là tài sản nhiều người giàu luôn luôn săn đón trong những cái thời điểm mà tiền lạm phát, trong những cái thời điểm mà nhiều anh chị chúng ta vẫn đang còn tất bật với cái việc phải kinh doanh trên những cái miếng đất, thì những cái tài sản đó luôn luôn được nhiều người săn đón. Một cái tài sản cuối cùng có lẽ là cái tài sản khi luật đất đai áp dụng, đó là hẳn anh chị đã còn để ý, đấy là tín chỉ carbon. Việc để chúng ta tìm những cái khu vực mà được quy hoạch có được tín chỉ carbon, nếu chúng ta tìm những cái khu vực đó để đầu tư dài hạn, sau này chúng ta bán về những cái tín chỉ carbon cho những công ty lớn khi hiệu ứng nhà kính được áp dụng, thì cái việc đó về lâu về dài nó rất là cần thiết, cấp thiết cho những cái công ty mà xả khí thải ra. Nhưng những cái này thì mình chia sẻ với anh chị rằng đấy là một trong những cái mô hình mới, thì chúng ta cần tìm hiểu kỹ khu vực nào sẽ được quy hoạch với cái mật độ rừng, với mật độ không khí, với những cái quy hoạch, với những cái tiêu chuẩn để đưa ra
đo lường trong cái tín chỉ carbon đó. Hẳn nhiều công ty lớn, những tay mafia, hẳn những cái công ty lớn đang săn tìm và đang thu gom những cái hàng đấy rất là nhiều. Nếu chúng ta để trở nên giàu có, để trở nên tăng giá, để trở nên thay đổi hoàn toàn về tài chính, thì chúng ta hãy tìm những cái tài sản đó. Đó là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta. Chúc tất cả các anh chị chúng ta tìm cho mình những cái tài sản tuyệt vời. Nếu anh chị thấy cái chia sẻ này hay thì hãy đăng ký bên trái hoặc bên phải và màn hình, vậy đăng ký với kênh Trần Văn Đình Official để chúng ta nhận được những cái thông tin về bất động sản sớm nhất. Cảm ơn tất cả các anh chị.